cô cho no trước rồi cô mới tính sao. Thì vậy đi, mình phải giữ cái bụng mình có sức khỏe mình mới làm. Dạ. Rồi, chúc cô vui vẻ cô. Rồi, gia đình hạnh phúc luôn cô ơi. Rồi, sống hơn 100 tuổi luôn nha cô. Dạ. Dạ. Để có những gì hay đó chia sẻ cho con cháu để học theo cô. Dạ. Đây, về con cháu. Dạ, bấm lên là gặp cô. Để nếu mình nãy mình quay nhiều nhiều đi để dạ chào cô. Cô ở gần đây không cô? Ở gần đây. Dạ. Cái này nãy cô nói là mua bán lại hả? Dạ. Rồi cái đi ngang ghé lại mua luôn trái cây đồ luôn nè. Ở đây mình thấy có cam, có quýt ngon quá nè, quýt cam sành rồi táo luôn rồi ổi rồi nhãn, nói chung cũng tuy gần chợ nhỏ mà cô này cũng bán cũng được nhiều quá, nhiều trái cây cũng được. Rồi chúc cho cô mua mai bán đắt hết cô. Có 20 à, cô bán dưa chua gì ngon quá gì cô. Cái này rau mát hay lục bình cô? Môn môn hả cô? Rồi mình bán ký hay mình bán mớ? Dạ bán chén. Chén được nhiều cái chén cô đâu, món này đặc biệt dữ à. Rồi thử coi cái chén mình lớn món nhậu mà. Ồ, cái chén cũng bự quá kìa cô chú. Rồi chén đó khoảng nhiêu tiền cô? 5.000 à. À, vậy là mình mua 2 chén là mình ăn thoải mái luôn rồi cô chú. Đẹp quá mà ngon quá nè. Dạ. Dạ. Để dành lưu niệm luôn cô. Mai mốt về xem cái có mình luôn. Nè tặng cái miếng này mà. Cô cho no trước rồi cô mới tính sao. Thì vậy đi, mình phải giữ cái bụng mình có sức khỏe mình mới làm. Dạ. Rồi chúc cô vui vẻ cô. Rồi gia đình hạnh phúc luôn cô ơi. Rồi sống hơn 100 tuổi luôn nha cô. Dạ. Dạ. Để có những gì hay đó chia sẻ cho con cháu để học theo cô. Dạ. Đây, về con cháu. Dạ, bấm lên là gặp cô. Để nếu mình nãy mình quay nhiều nhiều đi để dạ chào cô. Cô ở gần đây không cô? Ở gần đây. Dạ. Cái này nãy cô nói là mua bán lại hả? Dạ. Rồi cái đi ngang ghé lại mua luôn trái cây đồ luôn nè. Ở đây mình thấy có cam, có quýt ngon quá nè, quýt cam sành rồi táo luôn rồi ổi rồi nhãn, nói chung cũng tuy gần chợ nhỏ mà cô này cũng bán cũng được nhiều quá, nhiều trái cây cũng được. Rồi chúc cho cô mua mai bán đắt hết cô. Cái này có 20 à, cô bán dưa chua gì ngon quá gì cô. Cái này rau mát hay lục bình cô? Môn môn hả cô? Rồi mình bán ký hay mình bán mớ? Dạ bán chén. Chén được nhiều cái chén cô đâu, món này đặc biệt dữ à. Rồi thử coi cái chén mình lớn món nhậu mà. Ồ, cái chén cũng bự quá kìa cô chú. Rồi chén đó khoảng nhiêu tiền cô? 5.000 à. Vậy là mình mua 2 chén là mình ăn thoải mái luôn rồi cô chú. Đẹp quá mà ngon quá nè. Dạ. Dạ. Để dành lưu niệm luôn cô. Mai mốt về xem cái có mình luôn. Nè tặng cái miếng này mà. Dạ vậy hả, lâu lâu nhiều khi lúc trước mình em cũng vậy đó, đi ra chợ ăn uống cà phê nói chuyện rồi một hồi cái mình về mình lao động cho nó vui vẻ, nó khỏe, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Còn mình tối ngày mình ở nhà hoài không đi đâu hết, buồn lắm. Rồi chúc cho cô vui vẻ và sống khỏe, đi ra chợ thường luôn, đặng bán nhiều đồ. Mình nghèo khổ nè cô này nữa nè. Nghèo khổ làm hoài á. Dạ dạ. Tại chứng gì đó. Dạ vậy mình có sức khỏe hơn đó, nhiều khi ở không bệnh đó, còn mình có lao động nó bệnh. Lao động nó khỏe. Dạ dạ. Cho bệnh thôi. Cái này gì?
Dạ nở về em. Có chợ không? Dạ để vô qua video cho bà con xem. Chú nói trong đây có chợ đó, hai ba cái chợ gì để đó, để Hà Tiên sẽ đi tiếp theo xem coi chợ quê mình như thế nào nha cô chú. À, này có bán tới chợ là gì vậy? Để đó này tiền đậu lại. Tới chợ là gì nè cô chú ơi. Để chợ nhỏ quay ra cho nó hay. Để nhỏ lớn gì miễn có chợ rồi đó lại. Sao đi thẳng đó hay là đi quanh đây? Qua đây vậy có, ha có, thẳng có. Mà sao đi trễ là bà con người ta mỹ tranh thủ quay nhanh lên. Rồi cảm ơn chú ha. Chú cũng chia sẻ là trong đây có chợ, mình thấy mình chết có chợ rồi. Chợ không lớn hơn, chợ cũng nhỏ mà giờ này chưa có bà con nhóm mà bà con giữ cũng ít quá. Bánh mì á con à, dạ. bánh mì xong giòn ngon quá ha. Dạ. Bánh mì bự bự không nè cô chú. Mình bây giờ ở đây hiện giờ ở khoảng nhiêu hả con? Dạ 2 ở 5 ngàn. Cũng bình dân ha, giống như hồi xưa thôi. Hồi trước cũng cái vậy mà bự, bây giờ ổ bự hơn lúc trước nữa nè. Ổ bự ngon quá ha, giòn thấu luôn. Tại dắt sáng sớm nè. Rồi con mua ổ hả? Để mình quay xương chút và giới thiệu cho bà con biết chợ mình. Chợ này mình kêu chợ gì con? Chợ Thu Đông. Chợ Thu Đông nghe cô chú. À, tuy rằng nhỏ mà bữa nay đi lại đi chơi cầu ao nhiều. À, bà con cũng thân thiện nè, rất vui vẻ nè, chợ nhỏ mà vui lắm. Cô chú có dịp nào vô đây ghé thăm chợ mình với mua một ít đồ? À, cô này bán rau đồng ngon quá con. Dạ. Dạ. Đọt chạy đọt lan nè. À, đọt chạy đọt lan có thêm trái đu đủ nữa con. Ngon ha con. Rồi ở ngoài sau có cùng nèo thêm đọt chạy nữa ha con. Ừ. Cô hái nhà không ha con? Nhà không. Rồi cô cũng tích cực quá ta. Xuyên mới hái được nhiều đọt chạy này, cũng hái lâu lắm chứ. Tại lâu cái lắm. Đọt nhỏ nhỏ không nè. Cái này lâu lắm. Hiện giờ 1 ký khoảng được nhiều con? 20 ngàn. Dạ 20 ngàn mà hái lâu lắm chứ, như vậy nay đâu có được nhiều đâu, ký mấy vậy hả cô? Ừ lâu nhẹ lắm, lắm. Nhẹ lắm nè. Đủ đủ đọt lan gì đó cô? Đủ không? Đủ. Ừ mới bẻ lắm cô hái mình nên mà cô 5 ngàn
con hái cũng nhiều quá. Nón đó già rồi. Có mua gì hầm đó em ha. Này cô này bán chào chào cô. À dưa. À, cái này dưa gan nè cô chú, còn bên đây là chuối. Mà chuối cô chín hợp hợp hết rồi, ngon quá. Cái này về hầm dừa là ngon luôn. Dừa luôn. Cái này của nhà mình hả cô? Dạ cũng cũng được hả cô, kệ mình cân xong mình bán cho chia sẻ cho bà con dễ mua. Dạ rồi, chúc cho cô khỏe và mời món bán nhiều hả cô. Dạ dạ đắt luôn, gạo luôn nè cô chú. Này cô bán cơm dẹp rồi. À, cái này có 20. À cô bán dưa chua gì ngon quá quá vậy cô. Cái này rau mát hay lục bình cô? Môn. Môn hả cô? Rồi mình bán ký hay mình bán mớ? Bán chén. Dạ bán chén. Chén được nhiều. Đặc biệt đó vậy. Cái chén cô đâu món này đặc biệt dữ à. Rồi thử coi cái chén mình lớn. Món nhậu mà. Ồ cái chén cũng bự quá kìa cô chú. Rồi chén đó khoảng nhiêu tiền cô? 5.000 à. À vậy là mình mua 2 chén là mình ăn thoải mái luôn rồi cô chú. Ừ. Đẹp quá mà ngon quá nè. Dạ. Dạ. À, để dành lưu niệm luôn cô. Mai mốt về xem cái có mình luôn. Nè tặng cái miếng này mai mốt mới về mới dễ xem nè. Đâu rồi? Đây. Đây nè cô. Đây nè cô, về kêu con cháu bắt lên là gặp. Đó cô vui quá ha. Bắt điện thoại đó hả? Dạ điện thoại với vô tiếng luôn. Điện thoại vô tiếng là đâu có đâu, mình mua bán vui vẻ mà. Với ở chợ mình có bà con mua bán vui quá. Tuy gần chợ quê nhỏ mà bà con rất thân thiện và vui luôn. Bánh mì cô luôn nè, giới thiệu luôn mai mốt có. Dạ. Ở ngoài bên kia ăn bên An Giang. Bên Giang đi bỏ kẹo me rồi sẵn quay cho bà con xem luôn. Với quay bên nghèo luôn. Bên nghèo khổ rồi đó. Rồi mình cũng có quay giúp bà con luôn, coi có Mạnh Thường Quân ủng hộ đã. Để làm dạ làm nhiều việc đi giúp bà con luôn. Cái thứ nhất là bây giờ quay chợ đặng mình giới thiệu sản phẩm cho bà con luôn. Ở chợ mình bán gì gì á, nữa bà con xem dễ mua. À cô bán mày thấy cũng lớn mà giòn quá nè cô chú. Giờ nói chung ở miền xa và thôn quê với ở dưới Kiên Giang mình ở trong huyện Gò Quao mà thấy bánh mì, nghe nãy nói bánh mì không hai ổ có 5.000 à, cũng bình dân quá ta. Hồi nhỏ hồi cách đây 5-7 năm cũng 2.000 rồi, còn giờ có 2.500 à, mà ổ bự hơn nữa. Rồi chúc cô mua may mắn đắt hả cô. Đấy, chú cũng lại nghe chút. Nhà cô chừng nào có thì hồi hồi đầu giờ có ai quay không cô? Không có hả? Chắc mấy anh em kia chợ nhỏ mà anh em không vô đây không biết nữa chứ không. Thôi mình chợ nhỏ lớn thì mình cũng quay hết luôn. Đây là trên cây cầu nè. À, chú này bán bí gợ ngon quá ha. Chắc chú cũng cần bán lại hết chú. À, cũng được ha, chạy về già cho bà con dễ mua. Còn nhà có mình mà bà con cũng tới tay bà con cũng được hết chú. À, chúc chú mua may bán đắt. Lúc nào cũng mạnh khỏe ha chú. Dạ. Hả? À, mình có thì mình giới thiệu số điện thoại nữa, bà con có xem nữa điện mình lắm.
Dạ dạ vậy hả? À nãy giờ mới ra hả gì? Đang ăn á hả? À đang ăn không có nói chuyện được hả con? Nè cái này rau ấy, cái này kêu bằng gì của anh ta? Phải hạt mòn chứ. Này không phải. Rau nổ. Dạ cái này rau nổ nè cô chú, còn cái này nè. Rau dừa. Dạ rau dừa gói gói dừa ăn mà thấy ngon quá hả con? Rồi rau nói chung cô rau của cô gì dừa không à? Cho ngon quá ha. Đảng sáng cô cũng ăn nhãn với bắt đầu uống ly trà đá đường hả cô? Với ổ bánh mì á tăng tăng sức lực, đặng mình có sức khỏe là mình ngồi ngồi đây mình bán luôn hả cô? Dạ. À cô này cô cũng sáng tạo ha. Cô cho no trước rồi cô mới tính sao. Thì vậy đi, mình phải giữ cái bụng mình có sức khỏe mình mới làm. Dạ. Rồi chúc cô vui vẻ cô. Rồi gia đình hạnh phúc luôn cô ơi. Rồi sống hơn 100 tuổi luôn nha cô. Dạ. Dạ. Để có những gì hay đó chia sẻ cho con cháu để cho học theo cô. Dạ. Đây về con cháu. Lên là gặp cô để nếu mình nãy mình quay nhiều nhiều đi để dạ chào cô. Cô ở gần đây không cô? Ở gần đây đó. Dạ cái này nãy cô nói là mua đó, mua bán lại hả? Dạ. Dạ dạ dạ. À, cô đó há rồi gia đình cô được đông con cháu vậy không cô? Năm sáu đứa cháu. Dạ. Rồi. Rồi thường ngày mình làm công việc gì thường ngày đó, mua bán này hả con? Bán rồi củi đuốc. Dạ vậy hả? Dạ dạ con cũng làm. Dạ dạ thôi vậy gắng cố gắng lên hả cô. Rồi chúc dạ cô giỏi quá à. Thôi chúc cô vui vẻ và có sức khỏe đầy đủ để cô làm những công việc cô cần thiết hả cô. Dạ chào cô. Nó quay vô lên nói nhiều nhiều á đặng nữa mình thấy. Dạ dạ. À cô này bán ấu luôn nè. Ở mình ở xa mà cô cũng có ấu bán đây nè. Ấu này thường thường hình như mình đây có trồng không cô? Có hả mà ít chút ha. Hiện giờ ký khoảng nhiêu tiền vậy cô? Có 10 ngàn hả? Rẻ quá ha. Bà con mua 2 ký về ăn hết cả gia đình luôn ha cô. Dạ. Này là mình mua bán lại gì cô? Không có, cái này trồng nhà. Dạ trồng nhà hả? Được quá ha. Mỗi ngày cô thu nhập khoảng được nhiêu ký vậy cô? Cái này lúc này nó ít rồi cắn không á. Dạ dạ vậy ha. Kệ đi, mình sẵn mình có nhà mình bán quen, cái mình bán quen rồi cái mình cân thêm. Dạ dạ. Cân cho người ta. Dạ. Cái này của nhà nên bán. Dạ. Vậy chúc cô mai mốt trúng mùa ấu luôn ha cô. Dạ cho thật nhiều đi con cháu hiếu thảo luôn. Rồi lúc nào cô cũng có sức khỏe dồi dào để làm những công việc cần thiết. Quay giới thiệu cho bà con biết chợ mình mai mốt có đi ngang dễ mua. Giới thiệu sản phẩm đi nữa bà con đi ngang là biết à. Nhiều khi thăm bà con ở xa về đó nhiều khi không biết chợ mình. Rồi cái đi ngang ghé lại mua luôn. Trái cây đồ luôn nè. À, ở đây mình thấy có cam, có quýt ngon quá nè. Quýt cam sành, rồi táo luôn. Rồi ổi, rồi nhãn nói chung cũng tuy gần chợ nhỏ mà cô này cũng bán cũng được nhiều quá, nhiều trái cây cũng được. Rồi chúc cho cô mua mai bán đắt hết cô. Dọn rau cải rồi này thấy có mấy chú ếch luôn, mấy chú ếch luôn rồi chú ơi. Ừ.
À có có con chó nó đang giỡn kìa. Dạo mình cũng vui vẻ ha, chó ra đặng nó kiếm đồ nó mở hàng luôn. Mà chó mở hàng này mình có hại à chứ không có lợi à. Mở hàng là mà mất đi sản phẩm luôn. Rồi ngon quá ha, có lúc đồng mình ú tí gần con bé bé mà ú quay à. Mà nước da mặn mòi quá à, nước da mặn mòi quá nghe cô chú. Tại vì mấy chú này tung tăng á, nước da mặn mòi quá là được quá. Rồi ngon quá, cái này của mình làm nhà vậy kìa cha. Dạ. Dạ. Làm nhà cũng được quá ha. Vậy kiếm cũng được 5-6 kg lô vậy. Trong nhà, trong vuông nhà bắt cá. Vậy hả, cá vuông hả? Cá vuông gì đẹp quá ha. Thì con cũng như mình cũng thả xuống đó nữa anh bắt từ từ. Bông điên điển luôn cô chú à. Hiện giờ cá này khoảng nhiêu ký vậy cháu? Hả? 90. À 90 cũng bình dân ha. Mua nửa ký lô là mình về ăn thoải mái luôn. Rồi chúc cho cháu một chút bán hết cá này luôn hả cháu. Rồi mai mốt làm ra nhiều cá đặng bán tiếp theo. Rồi chào cháu. À mình đây thấy đây có mấy con vịt cò này ngon quá nè. Vịt cò này ăn thịt dẻ lắm, ngon lắm nha cô chú, nó tung tăng ở ngoài đồng ruộng á. Ủa, ngon quá, thường thường mình cũng thích ăn thịt vịt cò này lắm nè. Ăn ngon lắm luôn. Ngon lắm đó. Dạ. Này tại nó loại tung tăng ngoài thiên nhiên đó, nó ăn rồi thịt nó dẻ lắm, ăn dạ. Ngon lắm. Dạ. Này một con mình bán khoảng nhiêu vậy cục? 40 à. Dạ, 40 à, gia đình lớn mua hai con rồi ăn thoải mái luôn, có 80 hả con? Cái này cô mua bán lại hay của nhà mình con? Cái này của nhà không à chú. Dạ, vậy cũng được quá ha. Dạ. Vậy kệ đi, cái này mình tiễn ra đáng bớt hay gì cơ? Dạ, cái này vịt trống không á? À, cũng như là vịt mái mình chừa lại mình nuôi, vịt trống mình bán lại gai hả cô? Dạ. Nhà mình nuôi được nhiều không cô? Khoảng được nhiều cơ? Nuôi 500 con lận không biết đi đâu hết trơn rồi còn có à, nó đi nhập bầy với người ta hay gì hả cô? Không có sợ nó đi lạc á. À, vậy nuôi 500 con mà chắc mình không có người giữ tại ít quá ha. Dạ. Nên mà bỏ nó đại rồi nó đi. Đi, đi. Vậy có khi nó nhập bầy của người ta nữa. Không có, đâu. Không có hả? Vậy đi lạc hả anh? Sao kỳ ta nguyên một bầy 500 con mà để đi lạc còn có 100 mấy à. Thấy cô mất 100 mấy con cũng nhiều tiền quá. Nói chung là ăn giờ cũng khó hả cô? À quá đẹp luôn. Nè cô. À. Cô vui vẻ quá ha. À, quay YouTube để giới thiệu sản phẩm cho bà con ở chợ mình nó dễ mua đó con. Nè đậu ngon quá nè. À, không phải YouTube là lên vô tiếng với lên đài rồi đó. À, đặng cho bà con biết chợ mình mua này mua nọ cho dễ. Như cô bán đậu nè, mới mốt bà con biết ở chợ mình là bà con ghé mua luôn. Dạ. Với bông súng rồi nè. Chợ mình chợ gì nãy giờ mới vô lần đầu không nhớ. Chợ Thu Đông hả con? Ôi đẹp quá ha. Chợ Thu Đông nha cô chú. Nè hủ qua vô màn hình đẹp quá luôn. Rồi thêm mấy con ếch của cô nè. Ý sao mình à, mình có ếch ếch gì hả con? À, làm gì được ếch ếch gì con? Bác con đi cắm. Cắm cầu hả? Ừ cắm cầu đó. Nè thấy không, lên màn hình đẹp lắm là bà con xem nữa mua dễ luôn. Quá đẹp luôn đó. Rồi quay cô luôn đi để dành lưu niệm luôn chút. À, coi kêu cô kìa, có mở hết kìa. Cô khỏe quá ha. Nhiêu tuổi rồi cô? Hả? Cô được nhiêu tuổi rồi? Tôi 62 tuổi rồi. Ôi 62 hơn tuổi còn khỏe ha. Mà có đi ra ngoài chợ, tuy rằng ếch không nhiều nè, mà cô cũng ra đây nè. Tại vì ở nhà hơi buồn, ra chợ có bà con nhiều vui. Dạ.
Dạ vậy hả, lâu lâu nhờ khi lúc trước mình em cũng vậy đó, đi ra chợ ăn uống cà phê nói chuyện rồi một hồi cái mình về mình lao động cho nó vui vẻ, nó khỏe, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Còn mình tối ngày mình nhà hoài không đi đâu hết, buồn lắm. Rồi chúc cho cô vui vẻ và sống khỏe, đi ra chợ thường luôn, đặng bán mình nhiều đồ. Mình nghèo khổ nè, cô này nữa nè. Nghèo khổ làm hoài á. Dạ dạ. Tay chân này vậy đó. Dạ. Vậy mình có sức khỏe hơn đó. Nhiều khi ở không bệnh đó, còn mình có lao động nó bệnh. Lao động được khỏe. Dạ dạ. Cho bệnh thôi. Cái này gì? Dạ nữa về mình xem cô. Xem cô đang nói chuyện đó. Xem cô đang nói chuyện đó. À, nữa về để lưu niệm luôn, sau này mấy chục năm sau quý lắm cô, hiện giờ không có quý, biết sao quý là cháu chắc mình chưa biết. Ví dụ cháu chưa ra đời đó, mai mốt nó thấy à, bà con giới thiệu là bà, cái là nó thấy là bà mình nè, như mấy đứa giờ chưa ra đời đó, sau này lâu ngày số điện thoại đó để dành có cần gì, người nghèo gì cần thiết thì điện, điện có ấy thì nhiều khi đi vô quay. Đặc biệt á, nghèo đặc biệt á, cũng như là làm không được, nhà sập cục siêu rồi vân vân. Nhà tôi sập hết trơn đó, nghèo. Vậy hả? Vậy nữa cho địa chỉ đi nữa, rảnh là vô, vô quê. Dạ. Nói chung Mai Duyên Mạnh Thường Quân thôi, mà chưa rảnh để quay chợ hả? Cô đập cho dính vô đây luôn, để chỉ nói địa chỉ đi vô, cho vô video này luôn nè, nữa mình coi. Địa chỉ á. Nhà tôi sập hết trơn, nhiều ăn có cơm ăn được. Biết bà Như nói ở đâu đi nữa lại quay dùm cho cô. Địa chỉ á. Địa chỉ mà mấy này chị mấy cái. Kệ có ai ra biết địa chỉ nói dùm cho cô đi nữa, rảnh vô. Giờ này chưa rảnh. Con tôi biết nói. Địa chỉ. Giờ này chưa rảnh thì đọc địa chỉ. Đọc địa chỉ là chỗ mình ở nè. Đặng nhiều khi chưa mình rảnh mình coi cái video này mình biết. Dạ cái này mình làm từ thiện mà chú. Dạ cái làm từ thiện đâu có gì đâu con. Cho nhà tôi cái nhiều quá ông con có gì mấy chợ. Mấy chợ lớn kia ấy nữa, chợ mình nhỏ có được. Cái này cũng như giúp đỡ bà con nghèo thôi chú ơi. Rồi vậy thôi ha chú. Cô chừng nào có rảnh. Dạ chừng nào có rảnh lại quay cô giúp đỡ. Đường này đi chú ơi. Rồi vậy đi thì nói xã Thu Đông vô đường này ha. Rảnh hả, giờ này đang quay chợ chưa rảnh? Giới thiệu cho chợ mình biết bà con mới móc mua nhiều chút. Chứ hồi đó giờ không có YouTube nào vô quay hết rồi, chợ mình đâu ai biết đâu. Giờ mình chợ nhỏ mình cũng vô mình quay giùm cho bà con luôn nè. Chứ đâu có nhất thiết phải chợ bự mới quay đâu. Đó. Giới thiệu bán đồ thôi. Nè nó có hột vịt này ngon quá nè cô chú ơi. Vịt hồng ha. Ngon ha, mới với dưa vịt chua luôn. Cô này cũng bán cải ngoài chợ này cũng hơi nhỏ nha chú. Cô chú, thôi chắc mình cũng xin tạm dừng video. Trước đầu tiên thì chúc cho ở chợ mình Thu Đông luôn có sức khỏe dồi dào. Rồi nếu bà con có xem video này thì ủng hộ cho bà con ở chợ Thu Đông và kênh bánh đăng ký để lưu video lại xem tiếp theo. Ấn cái chuông cho bà con ở chợ Thu Đông có niềm vui, kênh có động lực sẽ quay những video có ý nghĩa tiếp theo. Cuối lời chúc cô chú anh chị ở chợ Thu Đông và các bà con đang coi xem video này luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào quý vị và chư quý vị, bà con, cô dì chú bác.